Thiên nhiên kỳ thú luôn rực rỡ những gam màu sống động và tuyệt đẹp, từ thực vật, động vật cho đến những tế bào nấm mốc nhỏ bé. Tạo hóa ban tặng cho muôn loài sự đa dạng màu sắc nhằm mục đích tự vệ hoặc khoe mẽ với bạn tình. Đây chính là bí quyết để các sinh vật cạnh tranh trong cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có độ ẩm cao quanh năm, Việt Nam được biết đến là quốc gia có sự đa dạng sinh học cao trên thế giới, với nhiều hệ sinh thái đặc thù, nhiều giống loài đặc hữu. Thảm thực vật rộng lớn và đa dạng trong các khu rừng nhiệt đới là ngôi nhà sinh thái của rất nhiều loài côn trùng chân đốt. Đây là nhóm động vật đa dạng nhất hành tinh, đại diện cho 90% dạng sống của các loài động vật khác nhau trên trái đất. Nếu ví mỗi cánh rừng như một khu đô thị sinh thái, thì mặt đất giống như thành phố ngầm, nơi ít khi có ánh nắng mặt trời chiếu tới. Các động vật chân đốt nơi đây sống trong lớp không khí có độ ẩm gần như tuyệt đối. Những cư dân của thành phố ngầm luôn tất bật cả ngày lẫn đêm để kiếm ăn và lẩn trốn. Đây là những công nhân dọn dẹp tuyệt vời của tầng thấp. Chúng ăn các xác đang phân hủy và là tác nhân giải quyết mọi ứ đọng của chu trình chuyển hóa vật chất. Một số loài côn trùng là những sinh vật tạo lớp mùn cho mặt đất. Công việc của chúng là phân hủy lá cây, gỗ mục và xác động vật, biến nó thành chất dinh dưỡng nuôi cây. Sơ đồ tái sinh hoàn chỉnh này là sản phẩm của rất nhiều năm tiến hóa. Nó hiệu quả đến mức tầng đất mỏng và nghèo chất màu ở các sườn dốc cũng có thể nâng đỡ và nuôi dưỡng những thân cây khổng lồ. Khi bước vào mùa mưa, thân cây trở thành hệ thống vận chuyển tối tân lên đến tầng trên của thành phố sinh thái. Những đàn mối hối hả di chuyển lên cao để bảo vệ tổ khỏi bị ngập nước. Chúng tạo thành một xa lộ nhiều làn đường dẫn từ dưới đất lên phần trên của thân cây. Gia đình mối có số lượng rất đông, nhưng hệ thống giao thông luôn được vận hành thông suốt. Điều này thể hiện tính tổ chức xã hội cao của loài côn trùng nhỏ bé. Hệ thống đường siêu cao tốc nối tầng săn mồi dưới đất với tầng cao của thành phố sinh thái. Tầng tán cây giống như một thiên đường rộng lớn cho những côn trùng nhỏ bé đến mức gần như không trọng lượng. Ta có thể bắt gặp hàng trăm loài côn trùng cực kỳ độc đáo sinh sống trên tán lá. Tuy nhiên, chúng chỉ là phần hữu hình của mạng lưới côn trùng chân đốt rộng lớn trong khắp khu rừng. Tạo hóa đã ban tặng cho các côn trùng một hệ thống giác quan cực kỳ nhanh nhạy và chính xác. Chúng được sử dụng trong mọi hoạt động di chuyển, tìm kiếm thức ăn, trốn tránh kẻ thù và sinh sản. 4 triệu năm tồn tại trên trái đất cũng là gần đấy thời gian côn trùng liên tục đấu tranh để sinh tồn. Chúng đã thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh để đạt được ngôi vị thống lĩnh về số lượng trong giới động vật như ngày nay.
Trong quá trình tiến hóa, côn trùng có xu hướng ngày càng thu nhỏ kích thước để thích nghi với những tác động của môi trường. Mỗi động vật yếu ớt và bé nhỏ ấy phải tự trang bị cho mình một thứ vũ khí bí mật để tồn tại trước các loài săn mồi. Điều này đã tạo nên một thế giới sinh vật vô cùng phong phú về các phương pháp lẩn trốn và ngụy trang. Cuộc sống nơi thiên nhiên hoang dã là những cuộc săn đuổi, trốn tìm bất tận của các loài sinh vật. Những kẻ săn mồi phải sử dụng hết sức mạnh và khả năng thiên bẩm để kiếm tìm, còn con mồi lại phải có kỹ năng ẩn nấp. Trong cuộc chiến sinh tồn, bắt chước có thể là một kỹ năng vô cùng hữu hiệu. Chẳng hạn, nếu muốn sống trên cây thì tốt hơn hết là trông giống như một bộ phận của cái cây đó. Bạn có thể là một cái cành, một phần của tán lá hay thậm chí là một cái gai. Là một mảnh vỏ cây cũng không phải là sáng kiến tồi. Xét về tài ngụy trang, loài bọ que xứng đáng được tôn là bậc thầy. Chúng rất giống với một cành cây, thậm chí còn có khả năng đung đưa theo gió hoặc giả chết. Đây là một sự ngụy trang, bắt chước, thích nghi rất hoàn hảo của loài này để tìm kiếm thức ăn và lẩn trốn kẻ thù. Những cánh rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới là môi trường sống lý tưởng của loài côn trùng này. Bọ que là loài điển hình của sự tiến hóa bởi những chọn lọc tự nhiên mà còn tồn tại đến ngày nay. Tên Latin của bọ que là Phasmatida, có nghĩa là ma thuật, bóng ma. Điều này nói lên sự bí ẩn của loài côn trùng đã xuất hiện trên trái đất từ thời tiền sử. Tuy nhiên, dù có ma thuật đến đâu thì nhiều lúc bọ que vẫn phải đối mặt với tử thần. Tài ngụy trang của chúng không có tác dụng nhiều trước những loài động vật săn mồi bằng cứu giác. Tạo hóa luôn giàu sức sáng tạo và đã nhào nặn nên những sinh vật kỳ lạ bậc nhất thế giới. Bọ ngựa là một loài côn trùng bí ẩn, kỳ dị, không chỉ từ hình dáng tới tập tính kiếm ăn, mà chúng còn là một sát thủ tí hon. Với cái đầu có khớp cổ rất linh hoạt, bọ ngựa có thể quay ngoắt 180 độ để quan sát con mồi. Đôi mắt luôn mở to và có thể nhìn xa tới khoảng cách 1,5 mét. Một khi đã phát hiện ra con mồi, nó sẽ nhanh chóng tiếp cận để tóm gọn đối phương. Tất cả các loài bọ ngựa đều có một điểm chung là rất dễ bị kích thích. Khi bị đe dọa, chúng lập tức hiên ngang đối mặt với kẻ thù. Tư thế đầy hăm dọa cùng những màu sắc sặc sỡ khiến bọ ngựa càng trở nên kỳ quái hơn. Trong thế giới tự nhiên, bọ ngựa là một trong những sinh vật ngụy trang giỏi nhất. Màu sắc cơ thể hòa trộn với môi trường xung quanh biến chúng trở thành bậc thầy về ngụy trang. Nghệ thuật che giấu, ngụy trang này giúp chúng sống sót lâu hơn và tốt hơn trong tự nhiên. Bọ ngựa thường lựa chọn đứng tại những nơi giống với màu cơ thể để săn mồi và lẩn trốn. Khả năng tàng hình là vũ khí lợi hại
giúp chúng luôn chiếm thế chủ động với con mồi và cả những kẻ săn mồi. Bọ ngựa là loài có ích cho nông nghiệp vì thức ăn ưa thích của chúng là những loài côn trùng nhỏ như sâu bọ, dế, châu chấu và bướm. Với khả năng ngụy trang bậc thầy của mình, bọ ngựa thường săn mồi bằng cách nằm bất động rình rập. Khi quan sát thấy con mồi, nó từ từ tiến lại và ra đòn quyết định. Tốc độ ra đòn của nó nhanh đến nỗi mắt người không nhìn thấy được. Trong chớp mắt, con mồi đã nằm gọn trong lưỡi hái của tử thần mà vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Bọ ngựa có một vũ khí rất lợi hại để săn mồi. Chân trước của chúng có thể gập lại như những chiếc dao gấp tiện lợi. Những con mồi bị kẹt vào giữa gọng kìm đáng sợ này sẽ có ít cơ hội sống sót. Lưỡi song kiếm gia truyền với những gai ngạnh nhọn hoắt làm con mồi tê liệt trong giây lát. Sau đó, bọ ngựa có thể an tâm thưởng thức bữa ăn giàu protein này mà không lo chúng trốn thoát. Bọ ngựa có thể ẩn náu như một kẻ vô hình trước mắt con mồi của chúng. Điều này làm đối thủ không kịp trở tay. Sự đa dạng và cách ngụy trang của chúng là không có giới hạn. Trong quá khứ, người ta từng gọi bọ ngựa là cỗ máy ăn thịt tàn nhẫn. Nhưng dưới góc nhìn khoa học, các nhà nghiên cứu hiện nay đã phát hiện ra rất nhiều điều mới lạ về loài côn trùng này. Với bản năng hung hăng, bọ ngựa sẽ tấn công bất cứ thứ gì di chuyển, kể cả đồng loại. Bọ ngựa có xu hướng sống một mình trong phần lớn thời gian và chỉ kết đôi vào mùa sinh sản. Khi giao phối xong, bọ ngựa cái thường ăn thịt luôn bọ ngựa đực. Đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho việc phát triển của trứng. Với hàng gai ở đầy chân trước, chúng phải tự vệ sinh hàng ngày. Ngay cả những bụi bặm nhỏ nhất hay những mảnh vụn từ con mồi cũng có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng. Bọ ngựa có thể không mấy gần gũi với con người, nhưng sự thực, chúng không phải là loài vật kỳ lạ hay độc ác. Mặc dù trông chúng có vẻ giống các vị khách đến từ ngoài trái đất, nhưng đây là sản phẩm của quá trình tiến hóa trên hành tinh chúng ta. Thế giới tự nhiên luôn đem đến cho chúng ta những bất ngờ thú vị. Màu sắc ở côn trùng thường là một sự thỏa hiệp nào đó giữa sự ngụy trang và nỗ lực tìm bạn tình của chúng. Trong một số trường hợp, màu sắc là lời cảnh báo với các loài động vật ăn thịt rằng chúng có độc. Con bướm mắt rắn nhỏ bé này có một thứ vũ khí tự vệ rất lợi hại. Các đốm tròn trên cánh giống như mắt của một loài động vật dữ tợn nào đó. Chính vì vậy, nó đã hù dọa được vô khối kẻ săn mồi lớn hơn. Cánh bướm được phủ một lớp vảy nhiều màu sắc rực rỡ. Màu sắc đó được tạo thành bởi một số lượng khổng lồ những điểm màu có kích thước nhỏ li ti. Tuy cánh bướm có vẻ rất mỏng manh, nhưng thật ra chúng rất khỏe. Với một hệ gân cánh đặc biệt, làm cho cánh bướm cứng thêm và giữ nó đúng vị trí khi bay. Hệ gân cánh có tác dụng như một bộ khung diều, đỡ toàn bộ lực đè lên đôi cánh. Tùy theo hình dạng của cánh mà bướm có các kiểu bay khác nhau. Những loài có cánh dài và mỏng thì chúng sẽ bay nhanh và thẳng. Cánh to và rộng sẽ bay dập dờn xung quanh.
một số loài bay lướt theo luồng không khí. Chỉ cần một lần đập cánh là chúng có thể bay lượn khá lâu trên không. Mỗi loài bướm được mã hóa bằng một hệ gân cánh nhất định, không loài nào giống loài nào. Các nhà khoa học thường căn cứ chủ yếu vào hệ gân cánh và các kiểu màu sắc của cánh để phân loại bướm. Bướm có một vòi dài hình ống, thường được cuộn gọn ghẽ dưới mặt. Chiếc vòi ấy dùng để hút chất dinh dưỡng là các loại thức ăn của bướm. Ở một số loài hoa, trên cánh hoa có các vạch màu tử ngoại mà mắt người không thể nhìn thấy được. Nhưng một số loài côn trùng lại có thể nhìn rất rõ. Bướm đã biết dùng các hướng dẫn viên tử ngoại này làm đường băng dẫn chúng tới mật ngọt. Quá trình bướm hút mật đã giúp cho việc thụ phấn của hoa được thuận lợi hơn. Mối quan hệ hỗ sinh này giúp cả hai cùng có lợi. Các loài hoa có màu sắc sặc sỡ sẽ thu hút được nhiều ong bướm, đồng nghĩa với cơ hội phát triển giống nòi của chúng càng cao. Bướm thường ra bờ suối hoặc các nơi quang đãng để hút nước. Chúng tụ tập thành đàn, dùng vòi hút nước và bài tiết liên tục. Đây là thông điệp để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ và thu hút bướm cái. Trên cánh các con đực thuộc phân họ bướm đốm, có các đốm được phủ vảy đặc biệt, đóng vai trò phát ra chất dẫn dụ sinh dục đực. Chất dẫn dụ này dễ bay hơi để quyến rũ và kết đôi với bướm cái. Đốt cuối cùng ở phần bụng của bướm kèm theo cơ quan sinh dục có cấu tạo phức tạp với một đôi mấu bám ở bướm đực và máng đẻ trứng ở bướm cái. Trong một số trường hợp, bộ phận này còn cung cấp những đặc điểm chắc chắn để xác định tên loài. Bướm và ngài có một đặc điểm mà không loài côn trùng nào có được. Đó là cánh vảy. Hàng nghìn vảy nhỏ li ti được sắp xếp tinh vi trên cánh đã tạo ra các màu sắc sặc sỡ. Khi bướm vỗ cánh, những hạt vảy này sẽ bị rơi rụng dần. Vì vậy mà ở giai đoạn đầu, lúc mới chuyển từ nhộng sang, bướm có màu sắc tươi tắn và sặc sỡ nhất. Cùng với thời gian, nó mất dần màu sắc mỹ lệ và hình thù tự vệ. Lúc bước vào thời kỳ sinh sản, những cánh bướm sẽ không còn rực rỡ như trước đây. Cánh mang thông tin được mã hóa bằng màu để kẻ thù e ngại và thu hút bạn tình. Đôi khi, cánh phơi màu rực rỡ trước nguy hiểm, làm vật săn mồi hốt hoảng. Cách tự vệ hiệu quả nhất của bướm vẫn là ẩn mình vào môi trường thiên nhiên để che mắt kẻ thù. Bướm là loài côn trùng biến thái hoàn toàn, tức là nó phải trải qua 4 giai đoạn trong vòng đời của mình. Từ trứng nở ra sâu non, sau đó sâu lớn lên sẽ hóa nhộng và phát triển thành bướm trưởng thành. Sự biến đổi của loài bướm quả thực là một nghệ thuật và phải trải qua một tiến trình công phu ngoạn mục. Quá trình từ sâu biến thành bướm thật dai dẳng và gian khổ. Khi thoát khỏi xác nhộng, giang đôi cánh đẹp tuyệt vời thì những gian khổ phải chịu đựng trước kia có lẽ đã được đền đáp. Thế giới côn trùng chiếm 90% dạng sống của các loài động vật khác nhau trên trái đất. Những gì mà ta thấy chỉ là phần hữu hình của mạng lưới côn trùng rộng lớn trong tự nhiên, có nghĩa là còn rất nhiều loài vẫn đang chờ được khám phá. Hiện nay, những cánh rừng vẫn từng ngày bị thu hẹp bởi nhiều mục đích khác nhau của con người. Việc nghiên cứu về thế giới sinh vật là một cuộc chạy đua cùng thời gian để bù lại những gì đã mất. Rất có thể, nhiều bí mật của tự nhiên
sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trước khi được khám phá, cùng với việc biến mất của những cánh rừng trên trái đất.